nữa hả? Nói đừng có bỏ được. Đẹp rồi thì không có chỉnh. Chứ có gì mà nó nhảm nhảm quá chứ có chỉnh không? Cây luôn hả? Dạ, cái tỉnh xe à. Bùm. Chưa chút xíu vô trong đó ngồi á, rồi chú khác một đứa một đứa đó chú mãi được coi vậy anh gì coi hiểu không chú chút chú hô biến ra. Nó rung cái đầu.
vô cổng công viên. Ok đấy. Chú là người Mỹ. Đó, như chị ấy cũng là người Mỹ nè. Oh my god. Nhận số bằng áo xanh lái xe. Có ai muốn coi chú đeo khẩu trang màu gì không? Nè. Chú xây qua cái mình thấy cái mặt chú. Bây giờ chú múc xanh rồi. Xây qua 1, 2, 3. Trời, xây qua có miếng à. Người ta chưa thấy được cái mặt nữa đúng không? Mình cũng trang người ta không thấy được. Không biết đẹp trai hay không nữa. Rồi, cái móc sình là xa quá. Chứ không có xây qua đây đâu. Không có Zalo à? Không. Chú làm phim. Chú quay xong rồi về chứ vô máy tính chú ngồi chứ hỏi lên mạng. Người ta vô hỏi gì chú trả lời. Chú ăn cơm tiệm. Bên đây không đẹp.